chỉ là sữa tươi cà phê thôi. Một ngày bán 1.000 ly, quá đáng lắm luôn. Hai em muốn chỗ đây lần nào chưa? Ngày nào cũng uống hết trơn. Ngày không uống vậy không ngán. Đây là uống nhất là cái sữa tươi cà phê. Dạ chị, đây món mình bán đông nhất là món sữa tươi cà phê kìa. Đúng rồi em. Sữa đây sữa tươi mình sử dụng sữa gì chị? À sữa tươi không đường hết. Ở đây mình bán mấy giờ chị? Khoảng 6 giờ rưỡi tới khoảng 5 giờ. Kìa lúc ngoài đông giờ đã trổ bông. Thương em thì không sao cứ dài dòng. Mẹ nói là em. Mà nói siêu đông luôn đó nha. Nhìn đi, một cái ly lớn vậy mà 20 cành. Mọi người sẽ thấy phân tầng lớp rõ ràng nha. Sữa tôi thì sử dụng Vinamilk, còn sữa đặc sử dụng sữa đặc Phương Nam. Bao nhiêu tinh túy là nằm đây hết, biết sao mọi người. Có vị vừa uống vào các bạn sẽ cảm thấy được độ nhẹ nhẹ, ngọt ngào nhẹ, thơm thơm của sữa tươi. Sữa đặc cũng nồng lên một cái và cuối cùng mình kết thúc bằng cái vị cà phê. Đặc biệt cái lá đây là chỉ là đặc nhuyễn, không phải là lá bào. Quá đã, 20 cặp, quá rẻ, quá ngon. Sao một ngày bán không được 1.000 ly?